Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý. Xin mời biên tập viên thời tiết Hương Liên. Vâng, Sơn Lâm và thưa quý vị khán giả, Nam Bộ có mưa nhiều là do ở đây đang có một rãnh thấp hoạt động mạnh lên và xu hướng di chuyển về phía đất liền. Trên ảnh mây vệ tinh, từng cụm mây đối lưu có màu vàng cam đang phát triển mạnh ở khu vực Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh gây mưa. Dự báo là vùng mưa sẽ còn mở rộng vào chiều nay. Miền Tây Nam Bộ mưa sẽ nhiều hơn miền Đông. Tại Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, những nơi nằm trong vùng màu xanh lá thì có khả năng mưa vừa mưa to, lượng trên 50mm. Ở thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay cũng nhiều mây. Từ giờ cho đến 4 giờ chiều, trời lúc nắng, lúc nhiều mây. Nhiệt độ cao nhất hôm nay khoảng 33 độ. Sau 15 giờ có mưa nên nhiệt độ giảm nhanh. Lúc 16 giờ giảm xuống chỉ còn là 29 độ. Thời gian mưa dông mạnh chủ yếu là từ 16 giờ đến 19 giờ. Thường thì trước mỗi cơn mưa dông dễ xảy ra gió mạnh và lốc xoáy. Trong khoảng thời gian này, quý vị nên ở trong nhà hoặc là tìm nơi tránh trú an toàn. Trái lại, thủ đô Hà Nội hoàn toàn không mưa. Buổi trưa trời hửng nắng, nhiệt độ tăng thêm 5 độ so với buổi sáng ở mức 21 độ. Cảm giác ấm hơn, độ ẩm trưa nay thấp chỉ khoảng 55%, trời lạnh khô. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.